trong rất nhiều video ở trên kênh YouTube của mình thì mình luôn luôn nói với các bạn đấy là không có cái chiếc điện thoại nào vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn những chiếc điện thoại nó sẽ phải luôn luôn tồn tại những cái ưu nhược điểm. Đấy, và tiếp tục nữa là chúng ta lựa chọn mua điện thoại thì chúng ta đừng có lựa chọn dựa theo số đông, mà hãy lắng nghe bản thân mình, lựa chọn phù hợp nhất với cả cái nhu cầu của bản thân chúng ta. Và mình cũng luôn luôn khuyên các bạn đấy là hãy mua điện thoại tiết kiệm tiền nhất với nhu cầu của chúng ta, chứ đừng có lãng phí. Nói thật với cả các bạn chứ nếu bạn mua điện thoại càng đắt tiền thì cửa hàng càng có lợi và bản thân mình cũng sẽ càng có lợi từ những việc đó. Nhưng đứng dưới cái tâm của một người làm review thì mình sẽ không thể tư vấn như thế được. Và mình sẽ luôn luôn tư vấn để làm sao cho anh em tiết kiệm tiền nhất có thể. Thế thì một cái chiếc điện thoại như thế nào nó sẽ phù hợp với nhu cầu của chúng ta thì chỉ có bản thân của chúng ta biết mà thôi. Nhưng mình sẽ đưa ra một số các cái tiêu chí lựa chọn mua điện thoại và một số các cái tip trick nhỏ của bản thân mình nhé, của cá nhân mình khi mà mình đã đúc kết ra sau khoảng chục năm làm review. Và biết đâu trong số những cái kinh nghiệm mà mình đúc kết ra như này nó sẽ có một số cái có thể áp dụng được cho các bạn thì sao. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube Dương Dê. ClickBuy, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. iPhone 15 series hàng chính hãng, nơi nào rẻ hơn, hoàn tiền, bảo hành cả rơi vỡ và vào nước. Cái điều đầu tiên ý, là chúng ta phải đi đến cái gì ạ? Đầu tiên nghĩa là tiền đâu? Chúng ta phải đi đến cái ngân sách mà chúng ta định bỏ ra mua. Thế thì bây giờ nó sẽ có một cái trường hợp như này. Đấy là ban đầu chúng ta có ngân sách chỉ tầm khoảng 5 triệu mà thôi. Thế xong cuối cùng là chúng ta thấy một cái điện thoại nó 6 triệu nó ngon quá. Đấy, chúng ta lại nghĩ đến cái điện thoại 6 triệu. Nhưng mà đến cửa hàng rồi thì lại thấy một em nhân viên rất xinh đẹp, chân lại còn dài nữa. Em bảo là anh ơi, anh đã cố lên tầm 6 triệu rồi thì sao không nghĩ đến cái việc là cố hẳn lên tầm khoảng 7 triệu đi. Trời ơi, 7 triệu nó hơn hẳn cái 6 triệu. Còn cái 6 triệu nó hơn so với cái 5 triệu không nhiều đâu anh ơi. Phải là cái 7 triệu này. Thế là tự nhiên chúng ta bị quá ngân sách rồi. Vậy nên cá nhân mình nghĩ là chúng ta hãy xem là cái ngân sách của chúng ta là bao nhiêu. Và nếu mà là cố nhá, thì nói thật là cá nhân mình ý, mình sẽ chỉ cố cỡ tầm khoảng 10% thôi. 10%, ví dụ như là bây giờ một cái điện thoại cả chục triệu đi thì mình cố lên 11 triệu đi thì là hợp lý. Hay là một cái điện thoại cỡ tầm khoảng 20 triệu thì có thể cố lên 22 triệu. Chứ bảo là bây giờ 20 triệu mà cố lên 25 triệu thì thôi chịu. Thì cá nhân mình nghĩ là như vậy. Nhưng hãy chú ý nhá, đấy là sau khi xác định được cái số tiền mà chúng ta định mua rồi thì chúng ta phải tính xem là nó có thực sự khiến cho chúng ta thích hay không. Và cái việc bỏ ra một cái số tiền nó quá ngân sách của chúng ta thì khi chúng ta phải mua một cái điện thoại nào đấy nó phải cực kỳ thích. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là các bạn cũng đã từng rơi vào cái trường hợp giống như mình. Đấy là mình thích một cái ví dụ mình thích một cái iPhone 15 Pro Max chẳng hạn. Nhưng vì điều kiện ngân sách nó không cho nên thành ra là mình phải mua cái iPhone 15 Plus. Thế sau khi mua iPhone 15 Plus về rồi, mình cứ thòm thèm cái 15 Pro Max thôi. Khổ đấy, thấy thằng bạn nó dùng 15 Pro Max cứ thòm thèm thôi. Thôi thế là chết dở rồi. Thế là bây giờ nếu mà thòm thèm như thế thì rõ ràng là sử dụng 15 Plus là nó sẽ không vui rồi. Và chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ bán cái 15 Plus đấy đi. Xong rồi chúng ta bán nó đi dưới dạng hàng cũ, xong rồi lại bù thêm tiền vào để mà mua 15 Pro Max dưới dạng hàng mới tinh. Như thế là rất thiệt hại về kinh tế luôn, rất là lãng phí luôn. Thế thì với những trường hợp mà chúng ta quá thòm thèm nhé các bạn nhé, mình phải nói luôn là quá thòm thèm, mình phải dùng cái từ ngữ như thế, thì chúng ta mới cố. Đấy, chứ còn mình không bao giờ khuyên các bạn cố, trừ khi chúng ta thòm thèm thôi. Thòm thèm quá không thể chịu được. Cũng giống như ngày xưa ấy, lúc đầu mình mua một cái xe ô tô bình thường thôi, xe ô tô cũ thôi, đấy là xe Ford Focus. Xong rồi mình thấy ôi, lúc ấy VinFast ra con VinFast Lắc A đẹp quá, ôi dồi ôi, lúc nào cũng thòm thèm, chảy nước dãi rồi, lúc nào cũng muốn để mua. Xong cuối cùng phải bán con xe Focus đi để mua con VinFast. Thế có phải các bạn thấy có phải là lãng phí tiền không? Đấy, ví dụ như thế. Thì sau này mình mới rút ra một cái kinh nghiệm đấy là thế tại sao ngay từ đầu đi không mua luôn đi để sau này đỡ phải thòm thèm. Đấy, ví dụ như thế, chúng ta sẽ chỉ cố như thế thôi. Còn tất nhiên, cá nhân mình ý, thì mình thấy là rất nhiều cửa hàng bây giờ họ có hỗ trợ trả góp, có thể có hỗ trợ trả góp 0% lãi suất 0% các thứ, rồi là cái gì nhỉ, trả góp 0 đồng, rồi là không cần phải thêm phụ phí các kiểu. Nhưng mình cũng luôn luôn nhắc các bạn đấy là khi mua trả góp thì phải cân nhắc thật kỹ xem là
chúng ta có đủ tài chính để mà trả hay không, có cân đối được tài chính hay không. Còn nếu không cân đối được là không mua, không trả góp, trả tiếc gì cả. Đấy, trả góp xong lúc nào cũng phải căng thẳng như thế thì nó có sướng đâu. Cuộc đời của chúng ta phải tính xem là cuộc đời thì có bao nhiêu lần 10 năm như Denvo đã nói đấy. Đấy, thế mà bây giờ mà trong suốt quá trình sử dụng điện thoại nó cứ phải lo lắng khổ sở như thế làm gì. Đấy, vậy nên là cá nhân mình thì mình nghĩ là sẽ chỉ mua trả góp khi mà chúng ta cân đối được. Và chúng ta mua trả góp khi mà như chúng ta cần những điện thoại nó rất đắt tiền rồi, thì trước khi mua trả góp chúng ta hãy nghĩ kỹ trong đầu là chúng ta có thực sự cần đến nó hay không. Mình sẽ lấy một ví dụ như này. Đấy là giữa một cái iPhone 15 Plus và một cái iPhone 15 Pro Max đi. Bạn có thực sự cần cái khung viền nhôm titan của cái iPhone 15 Pro Max hay không? Bạn có thực sự cần hay không? Đúng nào? Bạn có thực sự cần cái màn hình 120Hz hay không? Bạn có thực sự cần cái camera khi mà cái camera của 15 Plus nó cũng đã rất là tốt rồi hay không? Bạn có thực sự cần cái sự gọi là sang trọng bóng bẩy hay là thực sự cần cái bộ nhớ trong 256GB hay không? Thì hãy xác định thật kỹ cái nhu cầu của mình. Một cái tip trick nho nhỏ nữa thôi. Đấy là nếu bạn là một người rất hay thay đổi điện thoại thì theo mình nên cân nhắc thôi nhé, mua điện thoại cũ. Tại vì sao? Tại vì bạn cứ tưởng tượng là nếu mà bây giờ bạn mua một chiếc điện thoại mới tinh, xong bạn lại là người thích hay thay đổi điện thoại, thì bạn chỉ cần xách cái điện thoại đấy ra khỏi cửa hàng thôi, mặc định nó đã biến thành điện thoại cũ rồi. Vậy nên là với những người mà hay thay đổi điện thoại thì theo mình là cứ mua điện thoại cũ, vì cũ rồi thì nó cũng chả cũ hơn được bao nhiêu. Nếu mà chúng ta dùng chúng ta không thích thì sau một thời gian ngắn chúng ta bán thì nó cũng đỡ bị thiệt về kinh tế hơn. Còn trừ khi nhá, bạn rất nhiều tiền, không nói gì nhá, mình không bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền, bởi vì khi chúng ta đã đủ tiền hay thoải mái tiền rồi thì thôi chúng ta cứ mua thoải mái, thay liên tục và toàn hàng mới cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng khi chúng ta vẫn phải cân đo đong đếm thì các bạn cần phải cân nhắc kỹ. Nhưng khi đi mua hàng cũ ấy thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải biết cách chúng ta test, hoặc là có người quen để test, hoặc là giả sử như không biết test rồi thì ít nhất cũng phải thoải mái cái tinh thần khi đi mua hàng cũ. Chứ bây giờ mà lại đi mua hàng cũ mà lại sợ hàng dựng xong rồi không biết là người dùng trước dùng như thế nào rồi bao nhiêu nỗi sợ cái thứ nữa thì thôi mua hàng mới cho nó lành. Đấy, ví dụ như thế. Tiếp tục nữa nào, chúng ta hãy xem nhu cầu của chúng ta trong cái trường hợp về màn hình nhé. Hãy xem là có nhu cầu về giải trí hay không. Mình đã gặp một cái trường hợp như thế này. Đấy là ngày trước ấy, là mình dùng cái iPhone mini, cả iPhone 12 mini lẫn iPhone 13 mini. Nhưng đấy là với trường hợp mình đã có một cái điện thoại Android để mình dùng rồi. Nhưng cái người bạn của mình nó nhìn thấy mình dùng 12 mini và 13 mini thì nó nghĩ rằng là ồ, ông này là review mà ông ấy vẫn còn dùng cái điện thoại này rồi, thì chứng tỏ là nó phải tốt. Đấy, ông là người ta lại nghĩ như thế cơ. Thế xong rồi người ta thấy là có một nơi bán cái iPhone mini giá nó rẻ quá. Thế là chính vì ham rẻ nên là người ta mua. Thực ra là rẻ ở đây không phải là rẻ mà chất lượng thấp đâu nhá, chất lượng vẫn ok, vẫn tốt. Nhưng người ta ham rẻ thì người ta mua và người ta quên đi tất cả những cái nhu cầu của người ta. Người ta chỉ biết được là ví dụ như với một cái iPhone mini như này, cửa hàng khác đang bán với mức giá là tầm khoảng 7 triệu chẳng hạn, mình ví dụ như thế. Nhưng mà cửa hàng này lại bán mức giá là 6 triệu đi hay là 5 triệu đi. Thấy nó rẻ quá, mua về và bỏ qua hết những nhu cầu khác. Mặc dù 5 triệu đã có thể mua được một cái điện thoại màn hình lớn để mà xem phim rồi. Thế cuối cùng mua về, mặc dù nó ngon thật đấy, nhưng màn hình quá bé, pin quá yếu và dùng là một cái điện thoại chính duy nhất. Xong cuối cùng giải trí không sướng lại bán đi. Như thế phải khổ không ạ? Vậy nên là cân nhắc kỹ xem là có cần màn hình lớn hay không, hay là màn hình bé đã đủ rồi. Đấy. Hay như là mình ấy, nhiều khi mua một cái điện thoại màn hình nó quá lớn, nhiều là 14 Pro Max, khéo gì bán vội ấy, bởi vì là cầm nó cấn tay nó nặng, xong rồi nó quá to. Đấy, thì cũng phải cân nhắc xem là cái màn hình nó quá to liệu nó có hợp lý không. Còn nếu mà bạn nào ấy mà mua điện thoại mà chỉ để ý đến việc chơi game ấy, thì một là gaming phone và hai là iPhone. Hoặc là nếu mà iPhone mà đời mới mà cảm thấy nó đắt tiền quá ấy, thì mua những điện thoại hiệu năng cao, Android cũng được. Chứ không bảo bây giờ thấy một con Redmi Note 13 Pro Plus ngon quá, đồng đều quá, ok, thấy anh Dương phân tích so với cả con Redmi Note 12 Turbo thì rõ ràng là con 13 Pro Plus là nó hơn con Redmi Note 12 Turbo về cái sự đồng đều rồi, đúng không nào? Sau cuối cùng mua về không chơi game được, chơi game nó không sướng, ví dụ thế chẳng hạn, thì có phải khổ hay không ạ? Đấy, thì lúc đấy là phải để ý đến hiệu năng rồi. Nghĩa là đây là cái cách để mà mình bảo là phân tích cái nhu cầu của chúng ta đấy nhá. Hay như là đối với bộ nhớ trong cũng thế. Bộ nhớ trong thì các bạn hãy xem là để biết được là cái bộ nhớ trong sắp tới chúng ta mua là bao nhiêu, thì hãy để ý đến chính cái điện thoại mà các bạn đang dùng bây giờ. Ví dụ mình dùng một cái con Oppo Reno 10X Zoom, bộ nhớ trong mặc định của nó là 256GB. Nếu như
mình chuyển sang một cái điện thoại khác thì ít nhất mình cũng phải sử dụng cái loại 256GB. Nhưng nếu mà bây giờ bạn đang sử dụng một cái điện thoại 64GB còn mà bạn còn chưa sử dụng hết thì bạn chỉ cần sử dụng đến một cái điện thoại 128GB là đã quá đủ rồi. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn, thì phải cần xem kỹ. Camera tele, ok. Để làm gì? Chúng ta phải xác định xem là để chúng ta làm cái gì? Để chụp ảnh xóa phông đúng không? Hay để zoom đúng không? Nếu như trong cỡ tầm khoảng 2x đổ lại hoặc 3x đổ lại mà những cái sản phẩm như kiểu là iPhone 15 Plus hay iPhone 15 mặc dù không có camera tele nhưng vẫn có thể giả lập được một cách tương đối tốt 19-10 so với cả một cái camera tele. Trong khi đó thì cái số lần chúng ta sử dụng đến camera tele nó không quá nhiều thì ok, không cần. Đấy là với cá nhân mình cũng quan điểm như thế. Các bạn cứ mong muốn cần những cái điện thoại pin trâu cỡ tầm khoảng 7000 mAh như là mấy con Poco, 6000 mAh như mấy con điện thoại gần đây mà mình mở hộp ấy, thì mình nghĩ là chúng ta cân nhắc xem là nó có thực sự cần hay không. Nếu mà chúng ta quan trọng đến vấn đề về pin ấy thì mua một cục pin dự phòng cỡ tầm 5000 mAh là đủ rồi, đủ dùng rồi, như thế là được. Còn lại hãy để ý đến cái điện thoại mà nó có sạc nhanh nhiều hơn là pin, bởi vì pin bây giờ thì về cơ bản là mình thấy là nó cũng đã tương đối là đủ dùng rồi. Quan trọng nhất là cái sạc ấy. Hãy để ý đến sạc nhanh nhiều hơn là pin trâu. Và những yếu tố khác nữa, ví dụ như là các bạn có thực sự cần cái màn hình tần số quét cao hay không? 120Hz rõ ràng là mượt mà rồi, mình phải khẳng định cái điều đấy. Nhưng có thực sự cần hay không này? Hay như là ví dụ như những cái dòng S Ultra của Samsung chẳng hạn, nó có cây bút đấy. Nhưng mà mình nói thật là ví dụ như với nhu cầu của mình, khi cả năm rút bút được ra khoảng vài lần cho nó oai. Nhưng mà có những bạn khác thì các bạn lại rất nghiện cây bút, thì như thế lại phải cần đến nó. Đấy, vậy nên là phải xác định rất kỹ. Và cái câu chốt cuối cùng của mình cho cái video ngày hôm nay đấy là cái điện thoại bán ra cho số đông ấy, nó là điện thoại đại trà và nó thiết kế để phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dùng. Nhưng không phải là nhu cầu của những người dùng khác cũng giống nhu cầu của chúng ta, và không có bất kỳ một cái điện thoại nào sản xuất ra chỉ để bán cho mỗi bạn mà thôi, hay là chỉ để bán cho mỗi ông Dương Dê mà thôi. Vậy nên hãy xác định thật kỹ nhu cầu để lựa chọn điện thoại cho mình. Này chị ạ, không có điện thoại nào phù hợp với tất cả những nhu cầu của chúng ta đâu. Đấy, quan trọng nhất, chúng ta có chấp nhận đánh đổi những nhược điểm để lấy những ưu điểm của điện thoại hay không thôi. Rồi, và các bạn có thể tham khảo qua rất nhiều những cái dòng sản phẩm iPhone tại website của Clickbuy. Clickbuy bây giờ đang bán iPhone 15 series này. Đấy, nếu như bạn muốn mua mới tinh, giá cực kỳ tốt, bảo hành rất ngon, và nếu các bạn có nhu cầu muốn mua iPhone cũ thì ở bên Clickbuy cũng có luôn. Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.